Bạch Công Khanh công khai thương em trên sân khấu, dân mạng rần rần gọi tên nam em. Phải chăng ca khúc này Bạch Công Khanh muốn dành tặng cho nam em? Thời gian gần đây, cặp đôi nam em Bạch Công Khanh là một trong những cặp đôi được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền nhất nhì làng giải trí. Bởi không chỉ kết hợp ăn ý cùng nhau trên các sân khấu âm nhạc, tương tác với nhau đầy duyên dáng, mà cả hai còn nhận được nhiều lời khen từ công chúng vì quá đẹp đôi mỗi khi đứng cạnh nhau. Mới đây, người hâm mộ lại tiếp tục xôn xao với một sân khấu trình diễn của Bạch Công Khanh. Cụ thể, nam ca sĩ đã đăng tải đoạn clip ghi lại sân khấu Vì Anh Thương Em, một bản ballad vô cùng da diết. Tuy nhiên, cách hát hai chữ thương em của Bạch Công Khanh lại có phần nức nở và cảm xúc nổi bật hơn hẳn những câu hát còn lại. Chính vì điều này đã khiến người hâm mộ cho rằng Bạch Công Khanh đã mượn câu hát này để bày tỏ cảm xúc đến với nam em. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những màn đẩy thuyền từ khán giả vì quá yêu mến cặp đôi này thôi. Còn thật sự thì chỉ có Bạch Công Khanh mới biết. Những đồn đoán về việc Bạch Công Khanh và nam em có tình cảm với nhau không phải khi hát cùng nhau gần đây, mà trước đó, sau khi đóng chung phim Nhà Không Bán, nam em Bạch Công Khanh đã liên tục dành cho nhau những cử chỉ, hành động đầy thân thiết. Không chỉ quay cùng nhau MV New Year With You, mà khi đi quảng bá phim thì nam em và Bạch Công Khanh cũng đều để lộ biểu hiện luôn kè kè bên nhau, chẳng rời nửa bước. Chính vì điều này khiến cho những tin đồn thổi về tình cảm dấy lên liên tục. Chia sẻ về nam em, Bạch Công Khanh cho biết cô nàng là người sở hữu vẻ đẹp khiến người đối diện dễ có cảm tình. Việc liên tục hợp tác cùng nhau cho thấy Bạch Công Khanh và nam em là một cặp đôi rất ăn ý. Còn trong tương lai, chuyện tình cảm của hai người có lẽ khán giả phải chờ đợi mà thôi, vì ít ai nói trước được điều gì. Và thực tế, trong hoàn cảnh này, cho dù nam em và Bạch Công Khanh có yêu nhau thật sự thì họ cũng sẽ ngỡ ngại công khai, vì nam em vừa mới trở lại với âm nhạc, vừa mới được khán giả đón nhận rất đồng nhiệt, sự nghiệp của cô còn đang phát triển rất nhiều. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem thuyền Bạch Công Khanh và nam em có cập bến được hay không nhé. Và các bạn ơi, đừng quên luôn luôn ủng hộ nam em trong con đường sự nghiệp sắp tới của cô ấy nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.